Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay mình sẽ Hướng dẫn cái cách mà Để sửa cái lỗi cái ứng dụng Tết nhâm dần năm 2022 nó không chạy được Và cái hướng dẫn này là mình chú ý Mình hướng đến những cái lập trình viên hơn Chứ những người nghiệp dư Thì mình có hướng dẫn là họ không hiểu gì đâu Bởi vì là cái này là Những cái hướng dẫn sắp tới này Của mình là nó thiên về kỹ thuật nhiều hơn Chứ nó không có thiên về Hướng dẫn thuần túy cho Mọi người dùng nữa bởi vì và mình đang mở cái chương trình Visual Studio là cái nơi mà mình uh, lập trình cái ứng dụng này. Và một cái lưu ý là cái ứng dụng này mình viết trên Visual Studio 2015 và cái công cụ mình dùng là .NET Express 21.2. Tuy nhiên thì uh, do cái máy tính vừa rồi mình dùng Windows 11 nó có nhiều cái vấn đề phát sinh thành thử ra là mình hạ xuống Windows 10 và mình cài lại cái Visual Studio bản 2017 và một cái lưu ý nữa là code là mình đã đẩy trên GitHub rồi và GitHub của mình thì mình đã share trong cái um, cái article của mình trên blog á là các bạn mở cái uh, link GitHub đó ra các bạn vào là có đây và đây và các bạn để ý thấy này là mình làm bằng C# hết nhá đây là cái file database và nếu như mà data nếu như mà bạn lót database không được đó, thì nếu như bạn lót data bay không được thì bạn nếu như bạn lót database không được đó, thì bạn kích vào server F, bạn kích đúp vào trong cái file này db mdf đó. nó sẽ tự động nó mở cái data cho bạn rồi các bạn chỉ việc có cái connection to string này các bạn bỏ vào là xong và thường thường là nó nằm ở cái mục uh, vân khấn hoặc là lời chúc ba cái này là nó liên đến cơ sở dữ liệu hơi nhiều đây để mình mở cái code ra đây Database interaction sorry mình có viết một cái lớp dùm chung ở đây các bạn có cái uh, connection string vào đây. Các bạn chỉ việc chạy thôi. Cái đấy là cái lỗi cái đấy là cái khắc phục cái lỗi mà không truy xuất được cơ sở dữ liệu hoặc là mở cơ sở dữ liệu nó bị lỗi là các bạn uh, có cái connection string các bạn thải vào đây là xong. Đấy. Đó là một cái mà đó là một cái mà để uh, fix lỗi. Còn cái lỗi thứ hai á là nó thiếu thư viện vậy thì uh, thiếu thư viện thì uh, các bạn lên mạng tải cái deep express về là xong bởi vì là mình, bởi vì là cái thư viện các bạn để ấy đây này cái thư viện mình làm á là mình làm dựa trên deep express đây deep express extra ba đây dựa trên deep express là chính và cái designer sẽ thấy rất là rõ luôn đây deep express đây là phải, bạn phải cài deep express bạn mới chạy được cái ứng dụng này và cái phiên bản của nó là 21.2 bằng nãy mình có nói rồi, các bạn lên mạng các bạn sợ 21.2 về. Và lưu ý là cái chương trình này nó chạy tốt từ cái phiên bản 21.2.2 trở lên nha. Chứ mà 21.2.2 trở lui là coi như nó bị lỡ, nó chạy nó bị lỗi. Đấy. Và nếu như mà những ai mà tìm được cái lỗi trong cái cái lệnh á thì uh, reply à, thì inbox cũng giúp mình luôn inbox hoặc là reply giúp mình trên github hoặc là gửi mail riêng cho mình luôn ở trong blog của mình mình đã ghi rõ rồi và nó chỉ có một cái lỗi duy nhất thôi một cái lỗi duy nhất đó là in cái nội dung nó bị bị tràn đây mình loay like hoay mãi mà không không tìm ra được cái cách fix này vậy thì Vậy thì bạn nào mà biết cái cách fix cái này thì hướng dẫn cho mình vài cú đấy vậy thì đó là những cái điều dành cho những người mà lập trình viên và nếu như có thắc mắc gì thì cũng inbox với mình và chúc các bạn ăn tết vui vẻ hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo